kia mà. Quay gì? Quay đội kia. Mày mày trực tiếp à? Chưa tay làm con gà đắp đất nhỉ. Hả? Mỏ lết á? Này đến lượt mày này. Tao đi lấy mỏ lết. Mày cứ để ở đây, mày để chỗ mày cho một cái khung ở đấy. Anh về miền quê. Anh với em quay nhỏ. Hay lắm anh Phong này. Nhìn chẳng nghe tao nhắm thẳng mặt mày. Nhắm sau bên này không được, anh nhắm vào chỗ băng sông này không được. Đéo tới. Cô bạn làm đấy nha, cô này này. Xa nhau mà chả lên trước thì tình cảm nó lại cho nhau. Chẳng bị đâu rồi, nhưng mà chẳng đi. Thoải mái. Chiều nào anh về miền Trung. Kéo mang hai ấy đi mà làm nha anh. Hai gì anh? Hai chân chèo. Đang làm rơi mấy mẹ điện thoại. Quay đéo đâu. Hay đó. Buộc
que này cầm mà nâng được à? Nguyễn Lẩu à? Đâu anh? Làm món gì? Mấy món bình thường. Bình dấn. Nhận hôm qua nó tính rồi, nó bảo hôm kia làm rồi, hôm qua làm rồi, hôm nay làm phát, ngày mai kia họ Hòa đi làm hơn. Hòa dân á? Hòa dân về rồi anh? Ừ.